gì sai thôi, mệt quá để tôi làm. Sai mỗi lần mình phải nhắc, mình phải dạy nữa thôi. Để tôi làm đi, làm khỏi đổ bể. Nói chung là bây giờ thì mấy bạn này làm dâu sướng rồi. Mấy bà già chậm giờ nghe nói chứ năm mấy chứ đâu phải như xưa khụm nụm đâu. Như vậy việc giặt giũ quần áo rồi cơm nước hình như là mẹ chồng lo hết. Làm hết. Wow. Muốn ăn gì á, thèm á thì chạy về á, mẹ mẹ sáng làm này cho con, làm kia cho con. Mà bữa nào mà mình bận đi là hỏi ăn thôi. Nó biết làm. Dạ. Cô thấy cô với con dâu mình hợp nhau điểm gì không? Có cái nó hiền. Dạ. Là nó biết nghe. Dạ. Một phần thì mẹ thì hay lớn tiếng lắm á. Mấy đứa này nó không có biết ý, là nó nghĩ là mình la, không có nhỏ giọng xuống được. Nhiều khi mình biết mình không đúng nhưng mà tự nhiên mình nóng lên là mình cũng la làng la sớm rồi xong rồi thôi. Dạ. Nên từ từ thì nó cũng biết, chứ hồi đầu là nó cũng sợ lắm. Ý là nó nói mình hay la nó, chắc không thương nó nên mới lớn tiếng với nó vậy, chứ không phải. Tại cái cách của mình không có nhẹ cái giọng mình xuống được. Giờ thôi, xong rồi thôi à. Nó còn nhỏ thì phải chỉ dạy cho nó, còn quá trẻ mà ha. Cô thấy rằng mình hợp với con dâu điều gì? Nói chung là mua sắm. Sắm? Dẫn đi mua đồ khoái lắm. À, đó. Làm đẹp thì có không? Mẹ có làm đẹp không? Dạ có. À, rồi ăn uống. Mẹ cũng tâm lý lắm. Nhiều khi mẹ đi mua sắm, mẹ đi mua áo cặp cho hai vợ chồng. Dạ. Nhiều khi thấy mặc đồ nhà nó không có được sáng sủa, con bỏ đi. Dạ. Mẹ mua mấy cái này cho con mặc, hồi đó mình nhỏ, mình cũng vậy đó, tới ngày đi kiếm cái đồ cũ mặc không. Dạ. Dở cái chỗ đó đó. Tại vì chú thấy mẹ con là người biết sửa soạn đó. Dạ. Chăm sóc sắc đẹp, thành ra chắc chắn sẽ chăm sóc cô dâu y chang vậy ha. Riêng mình thấy là mình với mẹ chưa hợp nhau điểm gì không? Dạ cũng có, không hợp nhau ở chỗ là nhiều lúc mẹ thương chồng em quá. Nhiều để anh bướng bỉnh quá, em nhiều lúc em nói ảnh á, anh không có nghe. Hồi xưa chồng em cũng còn ham chơi á, mẹ cũng buồn nhiều. Nhưng mà bây giờ ảnh cũng từ từ dần thay đổi rồi. Em cũng muốn mẹ là bớt thương ảnh lại, để ảnh biết lo cho gia đình nhỏ của mình hơn. Có khi nào mà chồng con với con cãi nhau rồi con mét mẹ chồng không? Dạ có. Trời ơi, mới nó gần đây nó làm hoài luôn á. Nhiều khi mình nói nghe điện thoại không có bao giờ vui á, toàn là mét không à. Cứ gây lộn là gọi về mét mẹ. À. Mét thì mẹ bên ai? Mẹ bên em. Vừa rồi nó gây diễn biết độc. Cô làm gái, làm một cô ngồi. Rất vui được chào đón hai mẹ con đến tham gia chương trình. Xin mời cô giới thiệu về mình. Xin chào MC Quyền Linh. Dạ. Xin chào MC Lê Lộc. Dạ chào cô ạ. Xin chào khán giả ở khán phòng và khán giả đang xem đài. Tôi là mẹ chồng của cô này nè. Tôi là Lâm Lệ, hôm nay tôi 54 tuổi. Dạ. Đây là dâu Út. Dạ. Dạ em chào chú Quyền Linh. Dạ em chào chị Lê Lộc. Chào quý vị khán giả. Em tên là Thi Diễm Trân. Năm nay em 25 tuổi. Em làm dâu của mẹ được 2 năm. 2 năm rồi. Mình có em bé chưa nhờ? Dạ em có một bé gái được 1 tuổi. À. Chúc mừng ha. Dạ. Cái ngày đầu tiên mà gặp cô gái này, cô ấn tượng điều gì? À, ngày đầu tiên lúc đó tụi nhỏ nay đứa này còn đi học. Mà nó dẫn về có chút chét à. Nhỏ xíu à. Mình nói trời ơi, nhỏ xíu rồi làm gì giờ trời. Mà đang còn đi học nữa. Dạ. Chắc cái này cũng dạy chắc mệt lắm á. Thấy nó cũng hiền. Dạ. Nói chuyện thì khờ khờ thiệt thà. Cũng nhiều cái mình nói không có hiểu. Dạ. Nó cứ gặt gặt mà nó không hiểu gì trơn. Đó là lấy chồng làm dâu từ lúc 23 tuổi ha. Dạ. Con hả? Vậy là con chứ chồng con quen từ lúc nào? Dạ lúc đó con lớp 9. Anh kia lớp 11. Quen từ thời đi học luôn. Dạ. Đó là mối tình đầu của tôi đó hả? Nhưng mà lúc quen nhau thì có hay về nhà mẹ chơi không? Có. À, cũng có về trước đó rồi. Lớp 9 về rồi đó hả? Dạ. Rồi mẹ biết chưa? Đúng rồi, bạn học. À. Dẫn về mình nghĩ là bạn học thôi. Rồi tới lớp mấy nó mới tuyên bố là người yêu? Chị này ra trường. Con đại học năm nhất là tuyên bố người yêu. Nhưng mà cái lần đầu tiên khi mà gặp mẹ chồng á, mình cảm thấy mẹ chồng là người như thế nào? Dạ mẹ hiền lắm. Với lại mẹ rất là vui tính, hiện đại nữa, tâm lý. Mẹ đẹp nữa. Dạ đúng. Không đâu, tại nó sợ nó nói chứ rồi đậu thấy nó dữ không. Cũng có nét nào đó gọi là khó đó. Dữ lắm. Ai nhìn thấy cũng dữ lắm. Bà này mà làm mẹ chồng mà chết. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Rồi khi đó mình về làm dâu á,
Mình còn nhỏ quá, mình có gặp khó khăn gì không? Dạ, ban đầu về làm dâu á, mẹ cũng hay la rầy, mình cũng buồn. Tại vì còn nhỏ mình cũng chưa có biết về những cái phụ giúp mẹ trong trong công việc, trong gia đình á. Lúc đó có buồn, có khóc không? Dạ, tâm sự với chồng không? Tâm sự với chồng không ạ? Mẹ la về việc gì? Nhiều khi rửa chén, làm rơi chén thì mẹ cũng rầy. Rồi nhiều khi nấu ăn á, tại em người Hoa, còn mẹ người Việt á, đem đếm khác nhau nên mẹ cũng không có vừa ý đâu, tại vì còn nhỏ quá. Dạ. Xong rồi á kêu làm gì sai thôi, mệt quá để tôi làm. Sai mỗi lần mình nhắc mình phải dạy nữa, để tôi làm đi, làm khỏi đổ bể. Nói chung là bây giờ thì mấy bạn này làm dâu sướng rồi. Dạ. Mấy bà già chậm giờ nghe nói chứ năm mấy chứ đâu phải như xưa khụm nụm đâu. Dạ. Dạ. Như vậy việc giặt giũ quần áo rồi cơm nước hình như là mẹ chồng lo hết. Làm hết. Wow. Muốn ăn gì á, thèm á thì chạy về á, mẹ mẹ sáng làm này cho con, làm kia cho con. Bữa nào mà mình bận đi là hỏi ăn thôi. Nó biết làm. Dạ. Cô thấy cô với con dâu mình hợp nhau điểm gì không? Có cái nó hiền. Dạ. Là nó biết nghe. Dạ. Một phần thì mẹ thì hay lớn tiếng lắm á. Mấy đứa này nó không có biết ý, là nó nghĩ là mình la, không có nhỏ giọng xuống được, nhiều khi mình biết mình không đúng nhưng mà tự nhiên mình nóng lên là mình cũng la làng la sớm rồi xong rồi thôi. Dạ. Nên từ từ thì nó cũng biết, chứ hồi đầu là nó cũng sợ lắm, ý là nó nói mình hay la nó, chắc không thương nó nên mới lớn tiếng với nó vậy, chứ không phải. Tại cái cách của mình không có nhẹ cái giọng mình xuống được. Rồi thôi, xong rồi thôi à. Nó còn nhỏ thì phải chỉ dạy cho nó, còn quá trẻ mà ha. Cô thấy rằng mình hợp với con dâu điều gì? Nói chung là mua sắm. Sắm? Ừ. Dẫn đi mua đồ khoái lắm. À, đó. Làm đẹp thì có không? Mẹ có làm đẹp không? Dạ có. À, rồi ăn uống. Mẹ cũng tâm lý lắm, nhiều khi mẹ đi mua sắm, mẹ đi mua áo cặp cho hai vợ chồng. Dạ. Nhiều khi thấy mặc đồ nhà nó không có được sáng sủa, con bỏ đi. Dạ. Mẹ mua mấy cái này cho con mặc, hồi đó mình nhỏ mình cũng vậy, tới ngày đi kiếm cái đồ cũ mặc không. Dạ. Dở cái chỗ đó đó. Tại vì chú thấy mẹ con là người biết sửa soạn đó. Dạ. Chăm sóc sắc đẹp thì chắc chắn sẽ chăm sóc cô dâu y chang vậy ha. Riêng mình thấy là mình với mẹ chưa hợp nhau điểm gì không? Dạ cũng có, không hợp nhau ở chỗ là nhiều lúc mẹ thương chồng em quá. Nhiều để anh bướng bỉnh quá, em nhiều lúc em nói anh không có nghe. Hồi xưa chồng em cũng còn ham chơi á, mẹ cũng buồn nhiều, nhưng mà bây giờ anh cũng từ từ dần thay đổi rồi. Em cũng muốn mẹ là bớt thương anh lại để anh biết lo cho gia đình nhỏ của mình hơn. Có khi nào mà chồng con với con cãi nhau rồi con mét mẹ chồng không? Dạ có. Trời ơi, mới gần đây nó làm hoài luôn á. Nhiều khi mình nói nghe điện thoại không có bao giờ vui á, toàn là mét không à. Cứ gây lộn là gọi về mét mẹ. À. Mét thì mẹ bên ai? Mẹ bên em. Ấy vừa rồi nó gây diễn biết đòi mẹ con đi về dưới không, về chơi thì mẹ cho về, còn mà gây lộn không cho về. Là mỗi lần giận hay là buồn là đòi về dưới hả cô? Ừ. Đòi về mẹ. Anh đòi về mẹ. Nghĩ hả? Dạ. Về chơi được nhưng mà gây lộn là về. Về chơi, thí dụ chủ nhật là về hay là ngày gì nó muốn về. Về nhưng mà nói với mẹ về con gây lộn với nó căn này, đi vừa với mẹ, ở với mẹ không. Lộn giờ ở đó đi, chuyện nào hết gây lộn mình chở nhau về thì mẹ cho về. Chứ giờ gây lộn rồi, mỗi lần vậy mình chứa hoài nó sẽ ỉ lại mình. Đúng rồi, nó gây hoài luôn. À, nó ỉ lại mình, cái xong cái nó im. Còn nhỏ rồi hả? Có điều gì mà con buồn mẹ mà chưa bao giờ con nói không? Dạ có. Lúc con sinh bé nhỏ thì do công việc á, mẹ không có vô chăm con được. Con lúc đó con còn nhỏ mà con sinh bé thì con có sự ganh tị với chị á, chị dâu lớn á. Tại vì mẹ chăm sóc lúc mà chị đẻ thì chị có vô chăm hai bé, còn con thì không có được mẹ chăm nên nhiều lúc con cũng buồn về chuyện đó. Nhưng mà mẹ thì mẹ cũng tâm lý lắm, mẹ biết buồn á, mẹ cũng có gọi điện hỏi thăm em với em bé từ lúc em sinh chứ tính trong tháng luôn. Tại sao vậy? Tại sao mẹ không vô chăm? Tại vì nói chung là dâu lớn á, nó đẻ con gái đầu nữa, phần nó cũng có cái được cái lợi của nó rồi. Yeah. Với lại nó ở gần. Còn đến lúc cái cô này đẻ thì mẹ phải đi Hàn Quốc cả tháng, nên mình không có chăm được. Rồi mới gửi cho bà ngoại. Bởi bây giờ muốn bắt cháu ngoại nội về cô không được, chứ bà ngoại đâu. Bà ngoại không cho về. Bữa hổm tính cho đi Đà Lạt, bà cũng không cho đi. Nó mới nói không, bệnh hoạn mưa gió không cho đi. Cũng mất quyền lợi lắm chứ con.
ở với nhau vậy là hai mẹ con mình có bao giờ bất đồng quan điểm với nhau không cô? Nói chung là cũng ít gần. Nó thì nó có con nhỏ thì phải ở với bà ngoại để bà ngoại chăm phụ. Dạ. Thì lúc này con bé nó lớn lớn chút thì nó mới mang về. Từng nó về một lần thì chỉ có gặp nhau từng thôi, ngày hai ngày thôi. Mà cũng có nhiều cái thưa thớt lắm. Nhiều khi đồ mình che cả từng lễ luôn. Ngày đó về không có bệnh nhà, cũng để y thinh tới 3 ngày sau về nó cũng còn y thinh. Đó, mình nói bởi vì không có ý tứ là cái chỗ đó là sao ở chung với tôi được. Mấy cái đó là mình phải dạy. Mà nó ở gần thì mới dạy được. Thôi kệ, cũng không có nói. Tại vì lâu lâu mới gặp mà nói thì đâm ra cũng mất lòng, mất tình cảm với nhau. Phần thì không có con gái, cũng rất thương lắm. Nói chung là hai đứa, nhỏ kia cũng thương lắm, nhỏ này cũng thương lắm. Chắc chắn là hai mẹ con ít có tâm sự nói chuyện với nhau. Thành ra là cái chuyện mẹ chồng vẫn còn khoảng cách với nàng dâu. Và nàng dâu cũng thế luôn. Đây là câu chuyện không chỉ một ngày một bữa, một tháng hai tháng, một năm hai năm, mà là câu chuyện cả đời. Chính vì thế giữa mẹ chồng nàng dâu nên có sự kết nối nhiều hơn nữa. Nhiều khi cũng thấy là không có cái được cái không gian đó. Yeah. Một phần á, con nó nhỏ, nó muốn cho nó đi đâu nó cũng mắc, con bé không đi được. Mà nam mà na theo thì bệnh ốm. Yeah. Nhơm nhỏ xíu con à. Đó, đâm ra cứ ở nhà chăm con riết. Có gì mẹ muốn gì thì mẹ mua đồ chạy lên cho thôi, chứ cũng không có đi được với nhau. Rồi giờ cô ở nhà với ai? À, một mình à. Trời ơi, có một mình luôn. Mấy đứa này nó cũng ở riêng hết. Nói chung là hồi đó mình cũng làm dâu. Yeah. Nên từ cái lúc mình có dâu cái mình cho tụi nó ở riêng. Để nó cũng thương mình mà mình cũng thương nó. Chứ còn ở chung trạ thì thế nào cũng có chuyện. Đâu, con lại thấy nhiều người lại muốn ở gần mẹ chồng hơn. Tại vì được cái sự quan tâm chăm sóc từ mẹ chồng nữa. Ở riêng nhiều khi mình có gặp vấn đề gì với lại nàng dâu này quá còn trẻ, cần sự dạy dỗ của cô nữa. Thì cô có nghĩ là mình sẽ về ở chung không? Tại vì ở với mẹ, gái lớn, bên đây thằng trai nhỏ. Bà ngoại thì chăm từ hồi lúc sanh tới giờ luôn. Đó. Ở một mình cũng cô đơn, đôi khi nghĩ cũng buồn. Yeah. Con dâu ở bên kia không ở chung mẹ chồng đôi khi cũng buồn đó. Nhiều khi chỉ có, bây giờ chỉ có điện thoại. Yeah. Nhiều cái sinh nhật nó cũng gửi tin nó chúc điện thoại. Yeah. Chúc điện thoại gì hết hả? Trời. Chứ mà nó mua cái gì thì thôi đừng mua, tốn tiền lắm. Nói vậy thôi chứ khoái. Mua xong ở sinh mình cũng vậy à. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, hôm nay thì con trai cô cũng có gửi một bức thư để cô Linh đọc giùm cho. Để coi con trai viết cái gì đây. Gửi vợ yêu dấu. Em là người phụ nữ tuyệt vời mà cuộc sống đã ban tặng cho anh. Người luôn luôn cạnh anh những lúc anh gặp khó khăn trong cuộc đời. Anh biết bản thân anh có nhiều tật xấu và em luôn sẵn sàng tha thứ cho anh. Nhưng vợ ơi, anh mong rằng vợ hãy bớt chút đa nghi, ghen tuông vô cớ. Anh rất sợ mỗi khi em lên cơn giông bão. Hãy tin rằng anh chỉ có yêu em một mình em mà thôi. Yêu vợ nhất trên đời đó nha. Thấy cảm động không con? Dạ cảm. Chồng con nói như vậy có đúng không? Dạ đúng. Bớt ghen đi nha. Cũng có thể ghen nhưng mà đôi khi làm áp lực cho chồng đó. Dạ. Con muốn nói gì với chồng trong lúc này không? Dạ em cũng yêu anh nhiều lắm. Qua chương trình này em hứa với anh là từ nay em sẽ bớt ghen tuông lại. Và anh cũng bớt ham chơi lại, tập trung lo cho gia đình nhỏ của mình nhiều hơn. Tuyệt vời ha. Dạ. Rồi, gửi mẹ kính yêu của con. Con rất hạnh phúc và tự hào khi được là con của mẹ. Mẹ là người phụ nữ đảm đang và hiền lành. Tuy đôi lúc mà hay la mắng, nhưng tất cả là vì muốn tốt cho con. Cho dù con có phạm lỗi lầm như thế nào thì mẹ luôn luôn đứng ra gánh vác cho con. Bao nhiêu lần con thấy mẹ rơi nước mắt vì con mà con cảm giác quặn đau ở trong lòng. Con hứa với mẹ, con sẽ cố gắng chăm sóc gia đình thật tốt để mẹ không phải lo lắng cho con thêm nữa. Con yêu và kính trọng mẹ rất nhiều. Nói chung là hồi nhỏ mê chơi rồi khi cứng đầu. Dạ. Đôi khi mình bất lực, mình chỉ biết khóc thôi. Với lại năn nỉ, đâm ra vợ cũng có cái phận nỉ lại. Qua câu chuyện này thì thấy con mình đã nhận ra điều đó. Và nó biết hối cải. Cũng trưởng thành. Chính ra mẹ và con dâu phải cùng hợp tác với nhau để chúng ta có thể làm thay đổi những cái gì mà con mình nó chưa hoàn thiện. Nếu hai người phụ nữ này mà cùng hợp sức thì chắc chắn rằng cậu con trai sẽ thay đổi nhiều lắm. Đúng không con? Dạ đúng.
Vậy thì những giọt nước mắt ngày hôm nay sẽ đã kết hợp với nhau, hai mẹ con nói chuyện nhiều hơn nữa, chia sẻ nhiều hơn nữa về những gì mà chồng con đang làm. Rồi, hôm nay thì con muốn nói gì với mẹ chồng của con không? Dạ, con muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ. Tại có mẹ thì cuộc sống của gia đình nhỏ của con đỡ cực, vất vả hơn. Thì con cũng gửi lời xin lỗi đến mẹ. Tại vì mẹ đã lớn tuổi rồi mà tụi con chưa có báo đáp cho mẹ được ngày nào hết. Còn mẹ thì sao? Mẹ có muốn nàng dâu của mình thay đổi điều gì không? Nói chung là thay đổi thì thay đổi rất là nhiều. Thì từ từ ý tứ một chút. Với lại lớn rồi thì phải để ý. Rồi nhiều khi mẹ đi làm về rất là khuya, có khi bị tụt đường á, nhưng mà đâu dám điện. Một phần con nhỏ này nó cũng chạy xe rất yếu, có kêu kêu cái con kia, có khi cũng không, mình ráng qua được thì thôi, cảm thấy không được thì mới gọi tụi nó, mình cũng sợ làm phiền tụi nó. Nguy hiểm lắm đó, bởi vì những người lớn tuổi họ thể thay đổi về đường huyết nhanh, nó hay bị tụt đường, thay đổi về huyết áp, về tất cả mọi thứ rất nhanh. Chính vì thế nên cũng cần có một người con ở bên cạnh mình để tối lửa tắt đèn của nhau ha. Cảm ơn mẹ chồng rất là nhiều. Nó thương chứ nhưng mà nó nói không có được. Chúc cho gia đình chúng ta sẽ hoàn thiện hơn, yêu thương gần gũi nhiều hơn. Chúc chúng ta hạnh phúc mãi mãi. Dạ, cảm ơn. Rồi, một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Dạ, con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị một ít quà. Đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Và còn đây là nước giặt xả đậm đặc Sanzot với công thức đặc biệt giúp giữ màu quần áo luôn tươi mới, thơm ngát và tạo cảm giác thoải mái khi mặc. Sản phẩm được nhập từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Và còn phần quà đặc biệt nữa là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình. Rất cảm ơn chương trình, nhờ chương trình mà mẹ con mới hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, cảm ơn cô.